Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức đã quán triệt tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó đã có nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến với những cách làm hay sáng tạo. Mở đầu chương trình Đại đoàn kết hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhật Quang, huyện Phù Cử đẩy mạnh tuyên truyền đoàn thanh niên làm theo lời Bác. Phần cuối chương trình là phóng sự khu dân cư Phú Cường, một trong 10 khu dân cư kiểu mẫu của tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết. Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, Mặt trận Tổ quốc xã Nhật Quang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tổ chức thành viên, nhất là trong đoàn viên thanh niên. Để việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, việc tổ chức sinh hoạt chủ đề hàng năm cho thế hệ trẻ tham gia đã trở thành nền nếp và việc làm thường xuyên. Hình thức tuyên truyền cũng đa dạng phong phú nhằm tạo sức lan tỏa của phong trào. Chúng tôi đã tổ chức hội nghị với ban chấp hành đoàn xã để vận động tuyên truyền các một đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó tổ chức các hội nghị tọa đàm đối với các trường liên đội nhà trường, đặc biệt là trung học cơ sở, tuyên truyền các bộ đoàn viên thanh niên và tích cực hưởng ứng các cuộc vận động xây dựng các công trình thành phần về thanh niên tại địa phương. Để cụ thể hóa việc học tập chỉ thị 05 do Mặt trận Tổ quốc xã quán triệt, Ban chấp hành đoàn xã Nhật Quang đã chỉ đạo các chi đoàn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên xây dựng kế hoạch học tập cụ thể gắn với nhiệm vụ xây dựng tổ chức đoàn hội vững mạnh. Mặt khác, Ban chấp hành đoàn xã đã lồng ghép công tác tuyên truyền thông qua các hội nghị, qua các nhóm Zalo, qua hệ thống loa truyền thanh, các gương điển hình cho học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh. Để làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực thì đoàn xã đã làm được một số việc cụ thể như phối hợp xây dựng nhà nhân ái, xây dựng các công trình thanh niên, ví dụ như là hàng cây thanh niên hay là các công trình khu vui chơi, triển khai trồng được trên 500 cây trong toàn xã, đảm nhận phần việc thanh niên chăm sóc và làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ. Những kết quả mà đoàn thanh niên xã Nhật Quang đạt được cho thấy, học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thiết thực, đòi hỏi phải tiến hành thường xuyên nhằm tạo ra hiệu quả rõ rệt, góp phần lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác. Năm 2019, thôn Phú Cường được chọn làm điểm của xã Phú Thịnh trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Khi bắt đầu triển khai, thôn đã gặp nhiều khó khăn, một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của phong trào, việc tuyên truyền vận động của một số chi hội đoàn thể còn hạn chế. Trước tình hình đó, Ban công tác Mặt trận Tổ quốc thôn đã thành lập các tổ công tác đến từng hộ vận động tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Những chỗ nào khó khăn, ban công tác mặt trận thôn là chúng tôi kết hợp với lại thôn đến từng gia đình vận động, phân tích được những cái gì thiệt, cái gì nợ để cho người dân nắm được. Từ đấy người ta thấy được nếu đường nào khang trang sạch sẽ nên đi lại, nói chung là nó thoải mái. Cứ một đường làm được thì đường sau là toàn bộ dân nhìn theo là hưởng ứng ngay. Khi trong xóm mà đo mặt đường đến đâu thì gia đình nhà tôi đã nùi tường vào để làm đường. Mà cái thứ hai nữa là gia đình nhà tôi là cũng vận động các con các cháu ủng hộ cát rồi nguyên vật liệu rồi máy móc, ủng hộ tiền làm các cái công trình của tập thể. Nhờ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, lãnh đạo thôn và của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là sự đồng lòng của người dân, thôn đã xây dựng được 8 tuyến đường trục chính, tổng chiều dài 5,5 km, mặt đường rộng từ 3 đến 4 mét trở lên. Phú Cường là một trong 10 mô hình điểm về khu dân cư kiểu mẫu của tỉnh. Xã Phú Thịnh tiếp tục xây dựng nghị quyết để cho thôn Quảng Nạc, thôn Trung Hòa, tức là cả 3 thôn trong xã là sẽ về đích khu dân cư kiểu mẫu là trước năm 2025.
Với cách làm trên, Ban Công tác Mặt trận thôn Phú Cường không chỉ góp phần vào thành công chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn, mà thông qua đó còn tạo sự đoàn kết, gắn bó cho các tầng lớp nhân dân trong đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn toàn xã. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Chương trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh thực hiện, biên tập và dàn dựng chương trình Ngọc Anh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.